Xin kính chào quý vị và các bạn. Mercedes-Benz S-Class, một dòng xe mang tính biểu tượng cho sự đẳng cấp và sang trọng của những ông chủ ngồi ở vị trí đằng sau. Nhưng các bạn có tin không, không phải chiếc Mercedes S nào cũng hướng tới điều này. Và một trong những ví dụ kinh điển cho điều đó chính là mẫu xe này. Tại sao lại như vậy? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ. Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC, một mẫu xe hoàn toàn bằng điện của Mercedes-Benz với mức giá 4.999.000.000. Trước khi đi vào tìm hiểu tại sao thì có lẽ chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ đôi chút về phần ngoại hình của chiếc xe này, Mercedes-Benz EQS 500. Vẫn theo cái phong cách thiết kế gần như tương đồng so với cả chiếc EQS phiên bản sedan, chúng ta sẽ có tất cả những cái đường nét thiết kế được bo cong tròn trịa mềm mại hóa để tối ưu cho tính khí động học. Một trong những cái ví dụ kinh điển cho cái yếu tố này chính là ở việc là, ví dụ các bạn nhìn ở trên chiếc EQS sedan đi, nó có chỉ số cản gió vào khoảng 0.2 cd, một trong những con số tốt nhất thế giới xe hiện nay, thì ở trên chiếc EQS phiên bản SUV cũng không ngoại lệ. Tuy vậy thì đứng ở trên góc nhìn của một người trẻ và một người ưa thích một cái thẩm mỹ nó thực sự là vượt trội, thì đối với mình chiếc EQS phiên bản SUV nó chưa thực sự là làm cho mình cái cảm giác là nó mang hơi hướng quá long lanh, quá khác biệt như được cái phần nội thất nó đã thể hiện. Đó là ở phần thiết kế. Tiếp theo thì đây là một mẫu xe thuộc diện đẳng cấp nhất, thuộc diện flagship nhất trong gia đình Mercedes-Benz tính đến thời điểm hiện tại trong nhóm xe điện. Chính vì vậy tất cả những thứ xịn sò nhất thì nó cũng đều hiện diện ở đây. Lấy ví dụ như ở phía trước các bạn có thể nhìn thấy cặp mắt Digital Light hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay. 1,2 triệu bóng đèn LED cho mỗi bên và nó cắt đi khoảng hơn 20 vật thể có thể gây chói mắt cho cái người đi đối diện. Cực kỳ nhân văn và cũng cực kỳ đảm bảo độ an toàn khi chúng ta lưu thông vào buổi tối. Mercedes-Benz EQS thực tế là một mẫu xe rất to lớn khi chúng ta nhìn trên thông số về mặt giấy tờ. Tổng chiều dài vào khoảng hơn 5m1 và trục cơ sở vào khoảng hơn 3m2. Nhưng thực tế nếu các bạn nhìn ở ngoài đời thì đâu đó các bạn sẽ thấy nó không to như mình tưởng. Điều này có được là bởi chiều cao tổng thể của chiếc xe này nó chỉ rơi vào khoảng cỡ hơn 1m7. Có nghĩa là nó còn thấp hơn so với cả cá nhân mình. Nó sẽ không làm cho chúng ta cái cảm giác quá cao, quá bệ vệ và đồ sộ được như chiếc Mercedes-Benz GLS, chiếc anh em của chiếc xe này. Tất cả những điều đó nó được sinh ra nhằm phục vụ cho mục đích khí động học. Rõ ràng rồi, đối với cả một chiếc xe điện, chúng ta luôn luôn đòi hỏi là trọng tâm nó sát nhất với mặt đường thì càng tốt. Và chiều cao nó cũng ảnh hưởng tới cái luồng gió đi qua. Đây là một sự tính toán từ phần thiết kế của nhà sản xuất. Và bên cạnh đó thì EQS là dòng SUV điện sang nhất, đẳng cấp nhất của Mercedes-Benz tính đến thời điểm hiện tại. Chính vì vậy thì tất cả những thứ xịn sò nhất nó cũng đều hiện diện ở đây. Đúng như cái phần đầu mình có chia sẻ với mọi người, thì bên cạnh cái bộ mâm 20 inch với thiết kế kiểu xe điện và lốp thì là lốp thường thôi, cũng không phải là quá đặc biệt. Nhưng với mình thì mình khá là thích cái kiểu lốp này, vì là cái bề mặt lốp của lốp xe điện ấy, lốp thuần điện ấy, nó sẽ rất là cứng và nó làm cho cái việc di chuyển của chúng ta nó cũng sẽ bớt đi phần êm ái và cái độ ồn nó cũng nhiều hơn đôi chút. Nhưng đó vẫn chưa phải điểm quan trọng nhất. Bên cạnh bốn cái phần treo thì đều là treo khí nén, thì ở trên chiếc xe này chúng ta sẽ có hệ thống đánh lái bánh sau với góc tiêu chuẩn là 4.5 độ, có thể mở rộng lên 10 độ nếu chúng ta muốn. Và chỉ riêng cái 4.5 độ đánh lái bánh sau tiêu chuẩn của chiếc xe này thôi, nó cũng đã giúp cho cái trải nghiệm lái xe của chúng ta khác biệt hơn rất nhiều. Các bạn có thể hình dung một chiếc xe có tổng cái chiều dài hơn 5m, chính xác vào khoảng 5m1 như chiếc EQS, thì nếu chúng ta di chuyển một cách bình thường, chúng ta sẽ mất một cái quãng khá là dài cho việc bán kính quay đầu. Còn ở trên chiếc xe này nó chỉ giới hạn ở mức 5.5m, có nghĩa là nó chỉ tương đương so với cả một chiếc xe kiểu sedan hạng C hoặc hạng D đi, cực kỳ tốt. Và thậm chí là các bạn chỉ cần đến 2 làn xe là các bạn có thể dễ dàng quay đầu chiếc xe này ở trong phố. Ngoài ra thì đi đường trường nó cũng sẽ giúp cho cái việc ôm cua bám cua của chúng ta trở nên ngọt ngào và ổn định hơn. Ngoài ra thì sẽ có một yếu tố nữa cực kỳ quan trọng đối với cả một chiếc xe điện, đó chính là về cái pin. Thì ở trên chiếc xe này chúng ta sẽ có cái thời lượng pin, cái dung lượng vào khoảng 108 kWh. Phải thừa nhận rằng Mercedes-Benz họ rất biết cách tính toán và tối ưu trong khía cạnh
range, tức là cái quãng đường di chuyển sau một lần sạc đầy của chiếc xe. Lấy ví dụ như chiếc EQS này, chúng ta có thể đi được phạm trù vào khoảng cỡ 600 km. Một con số phải nói là rất lớn đối với cả một chiếc xe điện. Kể cả trong trường hợp các bạn trừ hao đi, ví dụ 600 công bố, mình trừ đi khoảng 550. 550 mà các bạn thử tính và xem liệu một tuần hoặc hai tuần chúng ta còn đi đến con số đó không. Mercedes-Benz họ làm rất khéo trong khía cạnh là cùng một viên pin đó nhưng nó đi được dài hơn, tăng dung lượng nó lên thì chúng ta sạc ít hơn. Thì đấy là một cái điểm lợi thế. Ngoài ra thì với chiếc EQS này, bên cạnh cái quãng đường mà chúng ta có thể di chuyển trong một cái phạm vi sạc đầy nó dài, thì cái phần sạc của chiếc xe này nó cũng sẽ không khó như chúng ta tưởng. Nhà sản xuất họ cũng sẽ đi kèm với cả một cái bộ sạc, hay chúng ta có thể hiểu là những cái adapter riêng, và chúng ta hoàn toàn có thể sạc ở những khách sạn, những cái khu nghỉ dưỡng mà chúng ta đến. Chỉ cần điện 3 pha thì rõ ràng là chúng ta sạc cũng sẽ nhanh hơn. Đâu đó với chiếc xe này, nếu các bạn có cái đầu cắm sạc ấy, ở các khu resort theo tiêu chuẩn của châu Âu nhé, thì cái thời gian sạc của chiếc xe này từ 0 đến khoảng cỡ 80-90%, nó chỉ mất độ khoảng cỡ hơn 8 tiếng thôi. Cứ cho là sạc qua đêm. Còn nếu sạc lâu lâu hơn, các bạn sạc ở những cái nguồn điện bình thường thì chắc chắn rồi, nó cũng sẽ tốn khá khá thời gian. Nhưng cơ bản mà nói thì về vấn đề sạc thì mình nghĩ đối với cả chiếc EQS hay những chiếc xe của Mercedes-Benz thì chúng ta cũng không cần quá bận tâm, vì dẫu sao chúng ta có một cái quãng đường di chuyển cực kỳ tốt. Để tránh lãng phí quá nhiều thời gian của mọi người thì chúng ta sẽ không cần nói nhiều về phần thiết kế nội thất của chiếc EQS SUV này nữa. Bởi dẫu sao thì nó sẽ giống hết so với cả chiếc EQS sedan mà cách đây một thời gian chúng tôi đã từng chia sẻ tới mọi người. Còn về phần vận hành thì cơ bản mà nói thì đối với cả một chiếc xe sử dụng năng lượng là điện thì về khả năng tăng tốc, về độ vọt, về sức mạnh, chắc chắn một lần nữa chúng ta cũng sẽ không cần phải dành quá nhiều thời gian để nói về vấn đề này nữa. Với một chiếc xe, xin thưa quý vị và các vị, nó nặng khoảng cỡ gần 3 tấn, chính xác là khoảng hơn 2 tấn 9, với 2 motor điện tổng công suất 424 mã lực và 828 Nm moment. Một con số quá là dư giả đối với cả một cái điều kiện vận hành ở Việt Nam. Và nó đủ để khiến cho chiếc SUV nặng khoảng 3 tấn này di chuyển từ 0 đến 100 km/h chỉ vào khoảng ngoài 5 giây. Và thực tế các bạn chỉ cần đạp lên như thế này, và thậm chí các bạn chỉ cần để Comfort hoặc là Eco, các bạn cũng có thể dễ dàng cảm nhận được sức mạnh của chiếc xe này nó nằm ở đâu, nó có giống như một quái thú hay không. Và nếu đặt sức mạnh này so với cả những chiếc xe gọi là siêu xe đi, hypercar, supercar mà chúng ta hay nói chuyện với nhau, thì nó cũng chỉ đến tầm như thế này thôi các bạn. Bình thường đối với cả một cái xe dù trang bị một motor điện thôi, nó đã rất mạnh rồi. Công số của nó ngang cùng ở những cái động cơ xăng cũng thuộc loại là xe sang 3.0 các thứ rồi. Nhưng đối với cả những chiếc xe mà có hai motor điện thì các bạn cứ hình dung là chúng ta có nước đề, nước trung và nước hậu đâm cực sâu, cực tốt. Nó luôn luôn duy trì cái độ vọt, độ nhạy bén ở mọi giải tốc độ. Tiếp theo là về khả năng gọi là điều khiển bình thường, handling của vô lăng, thì nó có một mức độ lanh, đầm và chắc, nó được thể hiện rất rõ ràng ngay từ khi các bạn cầm lái chiếc xe này. Và đâu đó nó cũng sẽ giống như việc các bạn cầm lái những chiếc xe mè khác, đặc biệt ở khía cạnh nó tạo ra cho chúng ta, những người lái và những người ngồi ở trong chiếc xe này cảm giác nó rất là cứng, nó rất là chắc chắn. Và mình hay dùng một cái từ là giống như kiểu các bạn đang ngồi ở trong một chiếc xe tăng ấy. Nó không chỉ thể hiện qua độ dày dặn của thân vỏ, mà từ hệ thống treo và từ cái nền tảng khung gầm để giúp chúng ta cảm giác an toàn hơn, nó yên tâm hơn. Thì đấy là câu chuyện mà Mercedes-Benz họ đã làm rất tốt ở trên những chiếc xe của mình. Và tuy chiếc xe này cũng là một chiếc xe như mình có chia sẻ với mọi người, rất nặng, 3 tấn cơ, nhưng những cái cú chuyển làn, những cái cú chúng ta đảo ở tốc độ cao ấy, thực sự là nó làm cho chúng ta cảm giác nó rất là lanh và thoáng. Nó sẽ không có nhiều hiện tượng bị trượt và nó cũng sẽ không làm chúng ta cảm giác bị chơi với. Đối với cả một chiếc xe SUV mà lại còn là điện, chúng ta có viên pin được đặt ở dưới sàn và cái tư thế ngồi nó cũng hơi chìm vào phía trong một tí, nên là đâu đó cái trọng tâm của chiếc xe này nó cũng được đặt khá là sâu xuống phía bên dưới. Nhưng cũng chính bởi lẽ đó nên là khi ngồi ở cái vị trí ghế lái kết hợp với cả cái phần thiết kế cái khu vực bảng táp lô ấy, nó hơi cao và dày, thậm chí là nó còn hơi xa so với cả phần chân kính lái,
nên nó sẽ làm cho chúng ta cảm giác là khi ngồi ở đây, kể cả mình là một người có cái thể cũng tương đối lớn nhé, mà mình vẫn có cái cảm giác nó hơi lọt thỏm một tí. Bên cạnh đó thì cái phần trụ A thiết kế dày, và đây là một chiếc xe hướng rất nhiều tới yếu tố khí động học. Cái phần góc nghiêng của kính lái nó cũng sẽ bẻ sâu hơn một chút, nên là khi ngồi ở đây, bên cạnh cái việc các bạn cảm giác hơi lọt thỏm một tí, thì khi nhìn ra phía bên ngoài chúng ta còn có một cái cảm giác nữa là nó hơi hơi bong ke một tí. Chỉ là hơi hơi thôi nhá, tất nhiên là nó sẽ không phải theo kiểu quá cực đoan, nhưng nếu để nói là nó kiểu là thoáng, nó theo kiểu là nó mênh mông bắt ngát về tầm nhìn, thì mình nghĩ là nó chưa nằm ở khía cạnh đó. Nhưng bù lại thì so với cả những chiếc xe khác của Mercedes-Benz thì gương ở phía bên ngoài của chiếc EQS SUV khá là to bản, nên là việc quan sát ra góc 3/4 và góc đuôi xe tương đối là tốt, kết hợp với cả phần trần kính panorama toàn cảnh, nên là nó làm cho không gian xe này ở phía bên trong nhìn vào nó thực sự bề thế và nó thực sự tràn ngập tinh thần của công nghệ. Và có lẽ sẽ có một điểm nữa mà rất nhiều người lăn tăn vào bản thân mình trước khi mình lên chiếc xe này và mình tìm hiểu về thông số kỹ thuật của nó, mình cũng lăn tăn, đó chính là với một chiếc xe có chiều dài khoảng 5m2 và một cái kích thước tương đối đồ sộ như thế này, thì việc di chuyển trong nội đô nó có gặp nhiều bất cập hay không. Thì xin thưa với mọi người là với cái hệ thống đánh lái bánh sau, nó giúp chúng ta hoàn toàn gạt đi được cái nỗi lo đó. Cái bánh sau của chiếc xe này nó có thể đánh ngược chiều khoảng 4,5 độ và thậm chí là ở bên nước ngoài hoặc ở Việt Nam các bạn cũng có thể tùy chọn thêm cái gói để nó mở rộng cái góc đánh lái lên 10 độ, tức là khoảng hơn gấp đôi. Và nó giúp cho chúng ta khi mà đi ở trong nội đô ấy, đặc biệt là ngõ hẹp ấy, nó xoay trở gọn gàng hơn. Và bằng chứng lúc nãy chúng mình đã có rất nhiều những cái cú bẻ lái quay đầu 180 độ ở trong đô thị, thì thực sự nó đem đến cái cảm giác rất ngọt ngào và nó tròn trịa. Nó sẽ không làm chúng ta tốn nhiều đỏ, không làm chúng ta tốn nhiều thời gian, và cảm giác là nó bị cồng kềnh và bị khó điều khiển. Và đặc biệt là khi đi ở trên những cung đường đèo ấy, thì cái hệ thống đánh lái bánh sau này nó cũng sẽ giúp chiếc xe nó ổn định hơn, vào cua nó tròn trịa. Và khi nói tới một chiếc xe chạy bằng điện thì rõ ràng rồi, chúng ta sẽ lại nói với nhau về khía cạnh độ êm ái và khả năng khách âm nó vi diệu như thế nào. Thì ở trên chiếc EQS này, SUV, chính xác EQS SUV, thì phải thừa nhận đấy mọi người, đây là chiếc xe đầu bảng ski set trên khía cạnh nhóm xe điện của Mercedes-Benz. Tất cả những gì gọi là công nghệ tinh hoa nhất, xịn sò nhất thì nó nằm ở đây. Kính hai lớp, chống ồn chủ động, tất tần tật mọi thứ từ thân vỏ, từ những cái bọt cách âm xung quanh chiếc xe, tất cả nó đều làm cho chiếc xe này có một cái không gian phía bên trong thực sự là tĩnh lặng. Khi các bạn đi ở những cung đường cao tốc, kể cả bạn đi đường nhá một tí cũng được, hoặc đi đường nội đô, gần như nhá, các bạn chỉ nghe tiếng như kiểu đó, tiếng bề mặt đường có thể nó vọng lên đâu đó xíu xíu thôi, còn động cơ là không có tiếng này, môi trường cách âm triệt để này. Và đối với cả những chiếc xe điện như thế này ấy, thì nó sẽ chỉ có một cái vấn đề hơi nho nhỏ thôi, đó là chính là cái việc mà khi mà chúng ta đi vào những cái đường bê tông ấy, thì cái tiếng rội từ phần sàn xe nó sẽ nhiều hơn. Đấy là cái gọi là cái bệnh chung của nhiều mẫu xe điện, chứ không chỉ riêng EQS SUV đâu. Còn nếu các bạn đi đường bằng, đường bê tông, đường gọi là đường bình thường ấy, đường cao tốc ấy, thì thực sự là nó cách âm cực kỳ tốt. Mà nãy giờ thì mình có dành hơi nhiều thời gian để nói về cái vị trí của người lái xe. Thì bây giờ mình thì hỏi anh Phúc Thành ở phía bên sau, thì anh ngồi anh cảm nhận như thế nào về hàng ghế thứ hai của chiếc EQS SUV này? Theo em thì hàng ghế thứ hai này là một hàng ghế mang đến cho em một chút sự bất ngờ. Nhưng mà bất ngờ không phải là vì những gì mà chúng ta thường nghĩ về những chiếc Mercedes-Benz có cái chữ S ở trong tên. Mà bất ngờ ở đây là bình thường thì chúng ta sẽ nghĩ là đây là hàng ghế của ông chủ, của thương gia, nhưng mà không, em nghĩ là đây là một cái hàng ghế nó phù hợp cho gia đình nhiều hơn. Tức là đây sẽ là một chiếc SUV điện phục vụ cho gia đình, với có thể là bố mẹ ngồi trên hoặc con cái và ông bà ngồi dưới. Bởi vì là cái độ ngả ở phía sau này thì nó chỉ đạt độ ở mức vừa phải thôi. Theo em cảm thấy là vừa phải. Và cái da ghế ở phía dưới này có phần nào đó nó hơi cứng hơn và nó không quá được mềm như da ghế ở phía trước. Cũng nhưng mà bù lại thì ở đây chúng ta cũng có rất đầy đủ những cái trang thiết bị để phục vụ gia đình. Chúng ta có hai màn hình độc lập này, có hệ thống điều hòa hai vùng độc lập dưới này này, có loa Bluemaster này, ghế thì vẫn ngả được nhưng mà đây mình đang ngả maximum, và cuối cùng thì có cửa sổ chuyển toàn cảnh. Nói chung là về trang thiết bị thì rất đầy đủ, chỉ có một điều cần lưu ý, có thể là do dáng xe
có thể là do chính cái dáng khí động học của xe làm cho cái độ ngả nó chỉ dừng ở mức này thôi. Và đó là cảm nhận của em về hàng 2. Anh cũng đồng quan điểm hoàn toàn giống với Hà Thành ở khía cạnh thứ nhất. Anh bổ sung thêm một tí là với cái gọi là cái chiều dài của cái mặt ghế ấy, nó cũng chưa đủ tốt như kiểu S-Class, nên là đâu đó mình cảm giác là nó chưa bao được hết cái phần đùi của mình đó, và cái độ ngả thì cũng chưa quá sâu, và cái độ đàn hồi của ghế nó cũng không được êm như hàng ghế đầu tiên. Tức là nếu để chung quy lại về hàng ghế thứ hai thì nó sẽ rất là phù hợp đối với cả khía cạnh sử dụng xe gia đình bình thường, nhưng nếu đặt ở trên khía cạnh khắt khe của một ông chủ, tôi đòi hỏi nó có nhiều thứ hơn, tôi đòi hỏi ngồi nó phải thật sự là sướng hơn, thì cái hàng ghế thứ hai chiếc EQS SUV này nó chưa làm thỏa mãn được những yếu tố đó. Nhưng mà bù lại thì nếu các bạn ngồi hàng ghế trên thì có lẽ tất cả những cái gì ưu tú nhất nó đều dành ở trên này rồi. Ba cái màn hình Hyper Screen, xong thì ghế độ đàn hồi tốt, massage ghế, ghế động lực học, tất cả là nó hướng tới cái vị trí đầu tiên nhiều hơn. Ngay từ cái việc nhà sản xuất họ trang bị những option ở trên chiếc xe này, họ cũng đã đều có những cái sự tính toán nhất định. Nhưng mà ngủ thì vẫn ngủ ngon nha. Cam đoan này, vì trước ngay trước cảnh quay này thì mình vừa ngủ giấc ở chính cái vị trí này luôn. Và có một cái điểm mà em thấy khá là hay là dù vừa nãy mọi người quay những cái cảnh tăng tốc rồi chuyển làn các thứ ấy, nhưng mà chính vì cái trọng tâm xe thấp nhưng mà vừa nãy anh nói ấy, thì cái lực G-force em cảm giác nó tác động vào người em không lớn lắm, và nó chỉ thoáng qua thôi, và cơ thể tiếp nhận cái lực G-force đấy nó rất là nhẹ nhàng, và em vẫn có thể ngủ ngon dù hơi lắc sang bên phải, lắc sang bên trái một tí. Tức là chung quy lại là nếu gia đình thì vẫn là ổn đúng không? Vẫn là thoải mái, không vấn đề gì đúng không? Chỉ có điều mình đặt ở trên khay ông chủ ấy là mình đòi hỏi kỹ hơn, nhiều cái tiện nghi đến chân răng như ở trên này hơn. Đó. Chung quy lại là với những cái ưu và nhược điểm ở trên chiếc EQS SUV thì có lẽ chiếc xe này nó sẽ phù hợp đặc biệt đối với tệp khách hàng sử dụng xe là gia đình. Ví dụ mình là một ông bố, mình mua chiếc xe này, vợ mình ngồi ở đây, con mình ngồi ở phía sau. Nói chung là hoàn toàn thoải mái, rất vô tư, không có một cái vấn đề gì xảy ra ở đây cả. Nhưng ngược lại, nếu đặt ở trên khía cạnh mình là một chủ tịch đi chẳng hạn, mình muốn mua chiếc xe này để hưởng thụ, thì có lẽ cái vị trí tốt nhất dành cho các bạn vẫn là ở hàng ghế đầu tiên. Còn trong trường hợp chúng ta coi nó là một món đồ chơi xa xỉ thì ok, nó là một cái câu chuyện hoàn toàn là thoải mái, chúng ta hoàn toàn không cần phải tính toán quá nhiều, vì đối với cả chiếc xe này nó có tất cả những thứ mà chúng ta đòi hỏi, yêu cầu về sự cao cấp, về sự hưởng thụ và về một cái tầm mang tính xa xỉ, thì tất cả nó đều hiện diện ở bên trong khoang cabin này. Thì không biết mọi người thấy sao về chiếc Mercedes-Benz EQS SUV với mức giá khoảng 4.999.000 này, thì hãy comment ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.